Trung Quốc không cho tàu chiến Hoa Kỳ ghé cảng Hồng Kông. Trung Quốc không cho hai tàu chiến Hoa Kỳ ghé cảng Hồng Kông trong bối cảnh căng thẳng thương mại và ngoại giao giữa hai nước. Theo Bloomberg, chính phủ Trung Quốc từ chối cấp phép cho USS Green Bay và USS Lake Erie ghé cảng Hồng Kông trong những tuần tới, chỉ vì net tourist tension. Người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết USS Green Bay là tàu vận tải, còn USS Lake Erie là tàu tuần dương thuộc lớp khu trục tên lửa dẫn đường. Hải quân Hoa Kỳ có một danh sách dài về các chuyến thăm cảng thành công tới Hồng Kông, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục, theo ông George Jurisdiction. Chúng tôi nghĩ các bạn nên hỏi chính phủ Trung Quốc để biết thêm vì sao họ từ chối yêu cầu thăm cảng của chúng tôi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ ra cuộc chiến thương mại kéo dài, và các nhà lập pháp Mỹ chỉ trích chiến thuật của cảnh sát Hồng Kông chống lại những người biểu tình trong hơn 2 tháng qua. Trung Quốc đã cáo buộc Hoa Kỳ kích động biểu tình bạo lực, trích dẫn thông tin liên lạc giữa các quan chức Mỹ và các nhà hoạt động, một cáo buộc mà Washington phủ nhận. Tổng thống Donald Trump cho biết trong một tweet hôm thứ Ba rằng các báo cáo từ các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho thấy chính phủ Trung Quốc đang chuyển quân đến biên giới với Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại về khả năng Trung Quốc can thiệp Hồng Kông bằng quân sự. Tháng 9 năm 2018, Bắc Kinh từng không cho tàu vận tải USS Graff cập cảng Hồng Kông vài ngày sau khi Washington trừng phạt quân đội Trung Quốc về việc mua vũ khí của Nga. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc, Mỹ đừng nhúng mũi vào vấn đề Hồng Kông. Trung Quốc đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump chia sẻ thông tin Bắc Kinh điều quân tới gần Hồng Kông. Giang Hanhui, đại sứ Trung Quốc mới được bổ nhiệm tại Moscow, đã nhắc nhở việc Hồng Kông là của Trung Quốc chứ không phải của Anh hay Mỹ. Do đó, ông cảnh báo các nước khác đừng nhúng mũi vào vấn đề của chúng tôi, hãng thông tấn TASS trích đăng. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Washington không can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Dẫn tin tình báo, Tổng thống Donald Trump trước đó đã đăng tải việc Bắc Kinh đang chuyển quân tới ranh giới với Hồng Kông. Mọi người nên bình tĩnh và thận trọng, Trump viết. Tuy nhiên, đó không phải là một bí mật bởi truyền thông Trung Quốc đã đăng tải những cảnh quay cho thấy cảnh sát vũ trang Trung Quốc đang tiến về tỉnh Thâm Quyến nơi giáp ranh với Hồng Kông. Lực lượng này cũng nằm dưới sự lãnh đạo của quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận tại đó. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tuần trước cảnh sát chính sự đã tiến hành một cuộc tập trận tại Thâm Quyến với sự tham gia của 12.000 sĩ quan, xe bọc thép, máy bay trực thăng và phương tiện đổ bộ. Tờ báo cho biết, Hồng Kông đã trải qua hàng loạt cuộc biểu tình kể từ cuối tháng 3. Ban đầu những cuộc biểu tình tập trung vào việc ngăn chặn sự luật dẫn độ đang bị đình chỉ. Giờ đây hoạt động này đã leo thang thành phong trào chống chính phủ. Đã có một số vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát Hồng Kông và người biểu tình. Bắc Kinh rất nghi ngờ về vai trò của Washington trong những sự kiện này. Một nhà ngoại giao Mỹ từng gặp gỡ với một trong những thủ lĩnh biểu tình, nhưng Washington nói rằng họ chỉ đang giữ liên lạc với một vài người và đó là điều hoàn toàn bình thường. Các quan chức Trung Quốc cho biết một số thành viên tham gia biểu tình đang hành động như những kẻ côn đồ, kẻ cướp chứ không phải những nhà hoạt động hợp pháp. Trong một diễn biến khác ở Hồng Kông xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu đặc trưng của cách mạng màu. Việc các tàu chiến Mỹ bị từ chối cập cảng Hồng Kông là phản ứng của Trung Quốc đối với sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của nước này. Chuyên gia Zheng Anguang từ Trung tâm Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nam Kinh nói lên ý kiến này trong cuộc phỏng vấn của Sputnik. Các cuộc bạo loạn ở Hồng Kông có thể gây ra một số thiệt hại cho nền kinh tế trong khu vực, nhưng sẽ không có bất kỳ hậu quả chính trị nào. Đây là ý kiến của chuyên gia Alexander Romanov từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế. Vào ngày 14 tháng 8, Trung tá Ned Christensen, phó phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đã thông báo rằng chính quyền Trung Quốc bác bỏ yêu cầu cho hai chiến hạm được ghé bến Hồng Kông. Chiếc dương vận hạm đổ bộ USS Green Bay dự trù cập bến Hồng Kông hôm 17 tháng 8 và chiếc tuần dương hạm USS Lake Erie dự trù sẽ ghé nơi này trong tháng tới. Các phương tiện truyền thông cho biết rằng quan chức quân đội Mỹ đề nghị các nhà báo nêu câu hỏi về lý do từ chối với phía Trung Quốc. Lần gần đây nhất, một tàu hải quân Hoa Kỳ đã đến thăm Hồng Kông vào tháng 4.
Tuy nhiên, vào tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc không cho tàu tấn công đổ bộ USS Groves của Mỹ cập cảng Hồng Kông. Đầu tháng 8, Bắc Kinh đã lưu ý đến việc các nhà ngoại giao Mỹ ở Hồng Kông gặp gỡ với những người tham gia các cuộc biểu tình phản đối. Ngoài ra, trong hàng ngũ những người biểu tình đã thấy những người Mỹ, sau đó Bắc Kinh đã lên tiếng yêu cầu Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đây có phải là lý do khiến chính quyền Trung Quốc không cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng Hồng Kông? Sau đây là ý kiến của chuyên gia Cheng Angwan. Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào vấn đề Hồng Kông là một trong những yếu tố khiến Trung Quốc từ chối, nhưng không phải là một yếu tố duy nhất. Tình hình hiện tại ở Hồng Kông đầy rẫy những mánh khóe, thủ đoạn có bằng chứng rõ ràng về sự can thiệp của Mỹ, có cả những kẻ điều khiển sau hậu trường. Do đó, quyết định của Trung Quốc là khá dễ đoán. Cấp phép cho tàu chiến Hoa Kỳ neo đậu tại Hồng Kông là quyền chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể cho phép hoặc cấm cửa tàu chiến Hoa Kỳ vào đó. Nếu nói về lý do cho lệnh cấm, ngoài tình hình ở Hồng Kông, có lẽ có một số vấn đề kỹ thuật khiến Trung Quốc bác bỏ yêu cầu đó của Mỹ. Ngoài ra, cuộc chiến thương mại trong Mỹ, không khí chung trong quan hệ song phương khá căng thẳng. Các nhà lập pháp Mỹ và những đại diện của nhánh hành pháp ngày càng thường xuyên đưa ra những tuyên bố chống lại Trung Quốc. Vì vậy, trong tình hình này, để hiểu tại sao Trung Quốc không cho hai chiến hạm Mỹ cập bến Hồng Kông, hôm thứ Năm Trung Quốc đã cáo buộc Hoa Kỳ xúi giục xung đột liên kết với các phần tử tội phạm và điên cuồng chống lại Trung Quốc tại Hồng Kông. Điều này được nêu ra trong bản tuyên bố của Văn phòng Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hồng Kông, đáp trả những bình luận gần đây của các nghị sĩ Mỹ cho thấy mục đích thực sự của Washington là kích động sự hỗn loạn ở Hồng Kông. Đây là tuyên bố thứ hai của các nhà ngoại giao Trung Quốc trong 24 giờ qua. Ngày hôm trước, phát ngôn viên của cơ quan ngoại giao Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng các chính trị gia Hoa Kỳ, vì lợi ích riêng tư của họ, không biết xấu hổ đóng vai trò trước ô bảo vệ, các phần tử cực đoan và bạo lực, vu khống và buộc tội. Các đội cảnh sát Hồng Kông, những người đang chịu áp lực quá mức, nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ pháp luật. Điều này gây ra sự lên án nhất trí của người dân Trung Quốc, kể cả 7 triệu đồng bào ở Hồng Kông. Mới đây, đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui đã so sánh tình hình ở Hồng Kông với cuộc cách mạng sắc màu. Các thế lực phương Tây điều khiển tình hình sau hậu trường, điều đó là rõ ràng. Nhà ngoại giao nói tại cuộc gặp với các nhà báo Nga, theo ông họ tìm cách tạo hỗn loạn ở Hồng Kông để phá hoại hệ thống một đất nước hai chế độ, nhằm tạo ra khó khăn cho sự phát triển của Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia Alexander Romanov từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế cũng lưu ý rằng, ở Hồng Kông xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu đặc trưng của cách mạng màu. Đây là cách tổ chức các cuộc biểu tình qua mạng xã hội. Đây là chuỗi các cuộc biểu tình, cơ cấu tổ chức linh hoạt, khi những người tham gia có khả năng di chuyển từ nơi này sang nơi khác, chuyên gia nói. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc bạo loạn ở Hồng Kông có thể gây ra một số thiệt hại cho nền kinh tế của khu vực, nhưng không thể có bất kỳ hậu quả chính trị nào. Không thể nói rằng đây thực sự là một cuộc cách mạng sắc màu nhằm mục đích gây sức ép lên chính quyền để thay đổi chế độ ở Trung Quốc. Hơn nữa, có vẻ là những hành vi hung hăng chống lại Trung Quốc của người biểu tình ở Hồng Kông trái lại củng cố thêm lòng yêu nước. Như thường xảy ra trong xã hội Trung Quốc, người dân đoàn kết lại mỗi khi có mối nguy cơ thực sự đe dọa chia rẽ đất nước, khi Trung Quốc phải chịu sự can thiệp từ bên ngoài. Chuyên gia Alexander Romanov cũng lưu ý rằng, theo ý kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hiệp định thương mại với Trung Quốc gắn liền với việc giải quyết vấn đề Hồng Kông theo cách thức nhân đạo. Ông đã đăng một đoạn tweet về nội dung này. Tổng thống Mỹ thậm chí không loại trừ khả năng ông sẽ gặp gỡ với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để giải quyết vấn đề này. Tôi tuyệt đối không nghi ngờ về việc Chủ tịch Tập muốn giải quyết nhanh chóng và nhân đạo vấn đề Hồng Kông. Ông ấy có thể làm được điều đó. Có gì gặp gỡ riêng nhị, bình luận về đề xuất của Tổng thống Mỹ gặp gỡ với nhà lãnh đạo Trung Quốc để thảo luận các vấn đề mới. Chuyên gia Alexander Romanov lưu ý rằng, trong một năm rưỡi qua, Trump đã phá hủy hoàn toàn các mối quan hệ tin cậy giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, bao gồm cả liên hệ đáng tin cậy với Tập Cận Bình, phương cách của Trump khi ông đạt thỏa thuận nào đó với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và sau đó đe dọa áp đặt thuế mới là không thể chấp nhận được đối với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi trọng những tuyên bố thỏa thuận và lời hứa của các tổng thống Mỹ. Rõ ràng Trump làm Trung Quốc thất vọng. Trump có thể tạo ra rắc rối, nhưng không thể giải quyết vấn đề một cách xây dựng, chuyên gia Alexander Romanov nhận xét. Trong một diễn biến khác, Mỹ-Canada bàn về Hồng Kông-Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và tướng Canada
Justin Trudeau thảo luận về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và vụ hai công dân Canada đang bị Trung Quốc giam giữ. Văn phòng Thủ tướng Trudeau loan báo ngày 16 tháng 8, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông khởi sự ôn hòa hồi tháng 4 phản đối sự luật dẫn độ nghi phạm từ Hồng Kông sang Trung Quốc, xét xử và dân ra, trở thành các cuộc biểu tình đòi dân chủ, một thách thức trực tiếp đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh. Bắc Kinh bắt giữ hai công dân Canada ngay sau khi cảnh sát Canada hồi tháng 12 năm ngoái bắt giám đốc tài chính công ty Huawei của Trung Quốc Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu của Mỹ. Hai lãnh đạo bàn về mối quan hệ với Trung Quốc, trong đó có vụ giam giữ tùy tiện hai công dân Canada và diễn tiến hiện nay ở Hồng Kông. Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, dự kiến cuối tuần này sẽ tiếp tục diễn ra các cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Trung Quốc tố cáo các cuộc biểu tình ngày càng trở nên bạo động này là gần như khủng bố và cảnh cáo có thể dùng võ lực để đập tan. Tổng thống Trump đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân gặp trực tiếp người biểu tình ở Hồng Kông để xoa dịu căng thẳng.